Em chào ông bà cô chú nghe. Anh chị em trên kênh Tú bất chước bất chuột luôn nghe. Sớm anh em cũng làm được mấy cá ngon quá cả nhà. Thì cá chép mình thả hết rồi. Còn này lại số cá chốt mình với cái chốt giấy. Nè cái chốt giấy nè cả nhà. Nó hình nó dẹp dẹp vậy nè. Chốt giấy này nó béo hơn. Nó béo dữ lắm. Còn cá chốt chuột. Sáng sớm anh em cũng chưa ăn uống gì trơn á, giờ mình làm số cá này mình cá chốt giấy thì với cá chốt kia mình kho khô. Còn cá vô phi thì mình sẽ nấu một miếng canh mình ăn. Cá chép thả hết trơn rồi cả nhà ơi. Nhiều đây sống được rồi. Sáng mà được mớ cá đồng nhiều như quá ngon nha. Khỏi tốn tiền. Khỏi tốn tiền. Anh em sẽ nấu cơm ăn luôn. Bây giờ xúm lại bằng cá. Chào anh Tính nha. Úc Hành với mà Dượng Ba thay đồ cây qua. Giờ mình bằng cá đây. Chào Dượng Ba nha. Chào cả nhà. Thì Dượng Ba nấu cơm cả nhà ơi. Úc Hành anh Tính bằng cá cho anh á. Giờ Dượng Ba bắt cái nồi cơm lên. Đói bụng dữ lắm, đói bụng rồi. Chứ mời cả nhà cùng dùng vừa cơm với anh em nha. Chứ mình đi ra đồng mình hái mớ rau rau đồng nấu canh ăn. Chào anh nha. Chào cả nhà. Thì anh em ăn cá xong xuôi trơn, giờ mình đi ra ngoài đồng mình kiếm mớ rau đồng cỏ nội mình nấu canh ăn cả nhà ơi. Hey. Cái gì nấu ăn cũng được hết trơn á. Vô má thằng này nè. Vô má bành bành không này nè. Hồi vô coi nè, nhóc hết trơn rồi cả nhà ơi. Ăn ỉa thấy bà lắm á. Để không tụt quần ăn chết luôn. Thấm nhiều. Dường như luôn. Trời ơi, dầu lan nè. Mía nè nè cả nhà. Mía nấu canh luôn không? Mía nè. Trúng ghê rồi trời. Này đất của ông anh ở xóm. Trời ơi, thôi vô máy nè, vô máy. Vô máy hả? Vô máy. Tính ui. Có vô máy nhóc chân là tính ui. Quay em quay em dạ dạ đây cả nhà. Ở đây giờ là trồng chuối. Chuối rồi ta cái ta xen cốc vô cả nhà. Bên đây thì mía xài từ lưa chứ. Bên kia thì dừa. Khóm nữa nè cả nhà. Trời ơi khóm. Không có trái chân hay ta. Đẹp ha, nguyên hàng khóm luôn nè. Rộng rộng trơn luôn á. Ừ. Rồi má lá thổ cha không nè. Bành bành không hả? Ừ. Ôi nhóc chân đi lên tính. Nhóc nè. Giờ mình nấu thứ là không ngon đâu. Bên đây nhãn, trời ơi bên đây nhóc chân nào quý. Người ta nấu vô tập tàn mà. Trời ơi. Bên đây nhóc cái chân này tính là ui. Mai ta xen vô á cả nhà. Bên đây thì mấy trái gì chua cà ná. Dương cà ná luôn, chanh. Dâu má này cả nhà ơi. Xuống dữ lắm. Kệ nhóc cho kìa. Qua đây đừng đừng ấy với mấy cái gốc mai nha. Mới xịt thuốc rồi vậy, thấy lá mà nó trắng đó, chừng mới xịt thuốc á. Ơ cà một. Kệ đáng nhìn tính non xẹo đó. Dìm lửa đó.
sớm đem cái dao theo ngon hết ta. Ăn gì nè. Bứt. Bứt cái mình vũ dễ cả nha. Có dễ nó mát á. Này có cái dao cắt á. Má mùa là già, có mưa xuống nó ngon. Thôi trời ơi, đủ ăn rồi anh Tính ơi. Chưa? Đủ à. Vô được rồi. Thấy nhiều quá không hết, bỏ uổng lắm. Nè trái nè cả nhà ơi. Quá chừng trái luôn. Một cái na đẹp quá hả ta? Chín trái cà na chín. Dễ gì có. Dễ gì có. Nè. Dụng dưới hả? Ừ. Có không ạ? À? Rồi đó nha, ăn cà na. Trời nhóc cái trời này. Thích biết đợt sau này ra mới giữ nè. Trời ơi cái bùn chuối nó ngon. Bùn chuối sim nó ngon nè cả nhà ơi. Trái nào trái nấy bắp tay trời. Đi dài dài qua đây nè. Đi dài dài qua đây nè mấy anh ơi. Đi, dài dài vô. Vô. Bữa nay không nhóc chừng nhà má mà Hà cắt hết á, bây giờ bán hết vậy. Rồi, ba cái mà dao nấu canh chua nè, cần. Ôm, phải cái gì? Cái này ngò gai. Ừ. Ăn lẩu chua ra đây đúng rồi à. Cóc. Đầy đủ chọn thôi gì mình vô mình nấu cơm ăn cả nhà ơi. Vô. Giữa dao làm như giặt đồ trời. Này cái lá nằm đâu? Dụng hết rồi. Không được có gì đâu. Dài. Cái dễ á, cái dễ ăn mát lắm á. Ừ. Cái dễ cái nào mà đắt quá thì mình lặt bỏ, nói chung ăn đắt bộ đắt đó nha. Lột láng ăn đắt bộ. Có bộ không đó, ăn đắt mình bộ đắt dễ gì ăn giặt đồ. Bánh da có cái ba cái ấy là lụm da đó, gom á, cái dạ gom bụi nè. Ngồi dính bụi không anh ơi. Sạch rồi đó mình dùng nữa. Chắc nó cơm lại. Xôi hả Dương Ba? Đây, mình có cá làm rồi đây. Quá ngon. Cá chốt giấy này mà kho khô một cái gì thôi đi. Mở, không. Bây giờ bắt cái nồi nước lên cả nhà. Lính Linh vợ bị xe, bị té xe rồi, bị thương rồi, vợ nằm ngoài bệnh viện quá. tai nạn à, sáng không chạy sao ông cụt, ông dấp cục đá hay gì đó, hay là cắn chó gì té rồi chưa. Đi ra ngoài thăm ông nữa. Ngồi về rồi. Chút về hả? Về nhà không hả? Có nâu con mắt không? Tét đi chung mày. Tét mấy chung mày hả? Chung mày nó thắng được ngày xăm luôn rồi đó. Cơm này cơm nay có mùi rồi, kéo quá kéo mùi. Ở đây mình nấu canh rau má, rau chay, rau nọt lan. 3-4 loại rau luôn. Trời cái này nè, ăn gì cho nó mát cả nhà ơi.
Em cũng xin mà nói vài câu cả nhà ơi. Em cũng xin mà mấy người ở ngoài Bắc Ninh, Bắc Giang có ai xem kênh của Tú Bắt Chước Bắt Chuột thì nằm trong cái vùng đó thì nhớ mà giữ gìn sức khỏe nha. Đi chi bệnh rồi cơm mà mình là nhúng liền dưới nước á là nó không còn khác mà nó cháy không hả? Còn ngon lắm quá em rồi cơm à. Như tính xuống trời ở dưới làm mà bây giờ cu bôi nó ngủ nó phải mở nhạc ngủ mới được cả nhà. Anh nói bà lớn mà anh phải có nhạc anh mới ngủ được, không có nhạc là anh không có ngủ. Nấu cá du phi không thôi ha, cá kia mình kho ha. Ngoài kho cái nồi cá chốt giấy này một cái nó béo thôi thì còn cái gì bằng luôn á. Đang đi chút xíu mà còn nhóc mấy cá chép thả hết trơn cả nhà ơi. Về mình bỏ dưới hầm hết trơn không biết còn sống không, nãy nó về nó cũng yếu quá yếu quá không biết sao đây. Được rồi đó con này, giờ mình như mình thôi đi tại lỡ nấu canh nấu đi. Vô đây để dành kho cả nhà, để dành một chút kho luôn, để dành con cá chép phi đó. Cá là bị chà lá rồi. Bị chà lá rồi. Chà lá. Sáng khỏi đi ăn sáng cả nhà, nước tại gì cái này nước sáng sớm nó cạn sớm thì phải tranh thủ đi làm sớm mới được. Chứ mà có bữa cơm rau mình chắc dư nhiều lắm. Không có dư đâu. Nhà lép không quá. Lép à. Rau nhiều tốt. Quá ơi. Trời ngon à cả nhà ơi. Vớt ra cái tô rồi cái mình ha bỏ rau vô. Bỏ rau vô cái mình hồi cá mình ốp ở ngoài trước á, cái mình nước ít không ta? Được. Nhiều quá ăn không hết đâu. Ở nhà không sợ bưng đâu. Rau Dung Ba đưa vô Dung Ba. Ôi bữa nay là có khói ăn canh. Tôi có nồi cơm canh rồi. Khói ăn canh là có nồi cơm canh là sao? Còn nước cơm nè, khói ăn canh luôn. Nhìn dữ vậy. À, thấy đồ lê giá mà nhận cái gì vậy? Còn ma không hết quá. Làng không hết dài. Không hết rồi mấy bạn ơi. Không hết rồi mấy bạn ơi. Ít nước rồi quay, chết đi miếng nước nó đi quay. Nè không hết mình để đây. Đó. Được rồi đó. Được rồi. Mình có ăn rồi. Ồ. Này rau tập đàn hả? Này là rau ngon luôn á, chứ tập đàn này rau má, rau chai với rau lan. Nè. Điểm này là Tú ơi. Sao rồi Linh Linh? Sao rồi con? Mày một cái chân hai cái chân mày tính làm thêm cái nữa hả? Tính làm thêm cái chân mày nữa hả? Vì lý do kỹ thuật. Không có nhà thông cảm. Chắc chú Thanh ơi. Quá để hồi đi để cái tà. Không, chưa đâu, chưa đâu. Tôi coi dao kia chín đọt lan cho chín chín. Bỏ vô chung nước mắm chưa? Chưa, đổ miếng nước mắm vô. Phải ngon. Rồi đưa lên luôn đi. Để vô hả nhắc xuống. Đưa cá vô luôn đi. Thấy không? Thấy chứ sao không? Ngon lành cành đào không? Quay. Nó sâu lên cho nó đổ kệ cái này. Rồi chuẩn bị đồ cá đi. Chào cả nhà các bà Linh ơi. Trời ơi mới vô làm mấy bữa rồi Ali sân tạch cục gạch vô cái đầu rồi. Cả nhà ơi. Mới xa cả nhà có một bữa một rồi bị tai nạn rồi cả nhà ơi.
Ôi, không sao, cũng đỡ em. Rồi nghỉ ngơi về đây. Giờ dọn chén ăn cơm cả nhà. Dân ba múc múc cá. Cái thành thì kho cái mà nồi cá kho có nữa là ok nha, con tê tê luôn nha. Cái này dịch bệnh nó từ lưa cho cả nhà đi đâu cũng bịt khẩu trang vô nha cả nhà ơi, cẩn thận cả nhà ơi, cẩn thận cua lửa nha. Nói chung thì những cái món kho này ở quê ăn canh phải có cá kho nữa cả nhà. Mà nhân thì món kho thì món cũ, mà chỗ thì chỗ mới. Có thể ăn ở nhà. Cá chốt giấy, cá chốt châu hả? Chốt giấy với cá chốt chốt sọc chứ không phải chốt châu. I am Chin Bet. Cơm ngon dữ lắm hả Dương Hoàng? Mùi thơm quá. Đó ngon, còn trắng cá tư. Còn gì bằng. Bỏ tiêu, bỏ hành đồ vô đi. Bỏ tiêu, bỏ hành giờ mình ăn cơm cả nhà ơi. Kéo hành tính. Rồi, mình chơi nguyên trái đi. Làm khét bây giờ lên đó. Quay. Rồi. Thôi mình bút ra ta. Để nguyên luôn. Để ta. Nguyên luôn đi. Có ngon cả nhà. Ô, có dĩa sẵn nè. Dĩa. Yeah. Bút rồi để trong máy luôn đi, lấy cái. Có dĩa sới cho luôn đi. Gạo tặng Thanh đó. Gạo nó trộn cơm luôn đi. Cái gì chéo quá. Để chén cơm vô. Dứt. Ập luôn. Luôn. Nó thật quá nghe. Được rồi. Được rồi, được rồi. Cơm cả nhà ơi. Đó là nó thật. Cơm cả nhà ơi, mời cả nhà ăn cơm nha. Cả nhà ăn cơm. Nhà ăn cơm. Chào má. Rồi. Mời ông bà cô chú anh chị em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột ăn cơm luôn nha. Ăn gì ăn cơm, ăn cơm này ông ơi. Quá đồ ăn hết cái đường gấp hả? Đợi cái muỗng rồi. Muỗng không? Đây lấy muỗng. Nè. Mấy cái chảo vườn này. Trời mời cả nhà ăn cơm. Đó khỏi bới vô chén cơm dơ trời. Luôn. Ừ. Ừ. Bạn ăn cái chốt khô khô nha. Vậy. Ngon. Sang khỏi tôm rồi mình sang ha. Chút xíu à. Điện chút xíu à. Nước đường lớn. Mặt đá nhiều rồi. Sớm tại trong phóng đi sớm không mấy anh em ăn đồ lạc rồi. Đi chờ ở đâu mình nấu ăn cái đó luôn ngon. Cơm tớ rồi hả? Nhà ăn cơm khỏe quá. Nhập tài tiếng cả miệng giấy luôn cả nhà. Quá đã. Không có muỗng cho ăn nước cá thôi. Đó là muỗng bánh đó trời. Cái con mày có chết nổi đâu cục tôi. Dèo giải xuống chính được hai con. Thì nó bự một bình quá. Một bình. Nó bự ra. Ừ. Thánh thằng nó nổi ra. Để vui chân vậy đó.
hết đó cái không biết sao cái nó chạy rồi dính từ chân lưỡi xuống thở nó cỡ nào đâu dính. Đó thằng Tấn em ăn chữ vậy ha, 4-5 trái rồi trời, ngại quá. Quá món này nhớ cái món cơm chiên cá mặn ngon cực kỳ. Thôi nấu cá đó có gì nè thanh nở bếp có ma cắn nổi lớp từ do dễ hả sao mau bằng vậy. Có lúa nữa không rồi bút cùng rồi tháng biết nhiều lắm, mà lắm 2-0 rồi đó. Thôi tại em quán tháng biết nhiều. Tăng tăng còn đá luôn á. Ngon. Tên mà kiếm chuyện gì làm cả nhà ơi. Ngày mới sáng sớm à. Không nhiều chuyện làm lắm. Anh chịu lâu mà. Cái này nắng cũng ngon lắm nặng cơm. Cứ thứ anh em lên ngựa lên nóc nhà. Ngựa lên nóc nhà làm. Cứ khô ha. Báo cáo vậy nha. Cảnh nằm đọc báo rồi trời. Nắng cả này có 39 độ nha. Lên nóc nhà thiết có nước làm khô luôn. Chiều cái kêu Vinh lộ cái chải đem ra chợ bán heo quay. Nằm đây tới trưa là ở dưới gió ngàn một kỳ luôn. Còn nửa chén nữa kìa. Nó là ai nướng gì mà thơm. Bạn đã khác luôn cái thơm vậy. Đó là trời. Khá luôn. Nó ngại để nguyên vậy đó. Bớt giờ chén. Giờ cái chén hả? Ừ. Ở quê dậy sớm không cả nhà. Thôi anh em ăn lát nữa đây rồi cũng nghỉ ngơi rồi cũng kiếm chuyện gì làm cả nhà. Chúng nó đi quá. Dạ. Chúc nữa. Hết mẹ ăn hết chảo rồi còn gì nó đâu ăn chút nữa. Ăn gì cho anh Giang thấy thèm chưa? Anh Giang cũng thích cá lòng tông cá chốt kho lắm. Mẹ nhịn nó hoài. À vậy không được rồi, buồn mình lắm rồi. Quá ngon anh Giang ơi. Quá đã. Chúc chúng là chừng nào phanh kết thúc nè. Ăn tới chịu. Được theo tính không nổi thôi. Rồi nó vậy cũng chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ và thành đẹp, chúc bên gia đình và người thân bạn hãy được ngang cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha.